Đấy, xin chào các bác. Buổi sáng chủ nhật lại bắt đầu rét rồi. Hôm qua thời tiết rất là ấm nắng, hôm nay lại bắt đầu rét rồi, nhưng mà có vẻ thời tiết có vẻ khô ráo hơn. Hôm trước nồm rất là nồm. Từ Tết giờ đây, từ mùng 4 Tết bây giờ mới lại trở lại về quê đây. Thì tôi cắt cái cây này, thay lá cho nó và nó cũng đã đỉnh điểm cái độ đẹp của lá rồi, về thay đi. Vậy mình chưa một lần nào mình bóc được nó. Bây giờ bóc ra xem chỉnh sửa để dăm theo cái ý của mình các bác ạ. Đấy. Bây giờ tôi dựng cái camera tôi làm nhé. Đấy, tôi sẽ bóc và xem lại dăm trước nó như nào và cần điều chỉnh gì không các bác ạ. Một cây lão qua một thời gian mưa rất là triền miên thì ra nó cũng chưa sáng lắm, sắp tới thì nắng thì nó sẽ vàng đi. Đấy. Ok, bây giờ tôi vặt lá cái này mất rất nhiều thời gian đấy. Vậy, xong rồi chỉnh lại dăm bác nhé.
Đấy các bác, tôi vừa vặt xong cái phần quả phúc ở trên rồi, và cái tay tay lượn rồi đây. Thì bây giờ còn cái vế bên này vặt vặt nốt các bạn. Đấy, thông tin nữa tôi chỉnh dầm các bác xem. Đấy các bác cố gắng vặt thì vặt từ từ trên xuống dưới các bác nhé. Khi mà lá nó rơi xuống thì phần đến phần dưới ta vặt thì nó lại cứ sạch đi sạch đi. Chứ không vặt ở dưới xong rồi vặt ở trên nó lại rơi xuống dưới lại phải nhặt lần nữa. Và nếu mà có thể che bạt được ở dưới gốc này để cho lá nó rơi xuống xong rồi chỉ bốc đi thì nó sạch. Đấy, cả phân bệ này vì phân bệ nó rất là nhiều hang hốc ấy, thì rơi lá ở đấy nó nhặt từng cái lá rất là vật mệt. Rồi ra thôi.
Đấy các bác đã vặt xong rồi. Nhựa kinh khủng luôn. À cũng nói luôn, nếu các bác nào thích nhá thì giá lên đường hữu nghị là 120 triệu các bác nhá. Không phải trình bày nhiều, chào trước đón sau làm gì cả. Cứ gọi thăm dò nó mệt lắm. 120 triệu các bác nhá. Nếu mà nhà người nhà anh em thì nó bớt chút. Cơ bản là dù các bác có chơi xấu hay chơi đẹp hay là khen đẹp hay như nào thì nó vẫn cứ bấy nhiêu thôi. Không phải rào trước đón sau gì cả các bác ạ. 120 triệu tôi nghĩ là rất là hợp lý rồi. Cây này mà các bác nào mà chơi về đưa đi triển lãm thì các bác hô bao nhiêu cũng được. Nhưng mà làm nó mượt mượt hơn chút. Đấy là cứ vung đét với các bác câu như thế, xanh rợt. Đấy, bây giờ tôi đi vào chỉnh răm các bác nhé. Đi vào chỉnh răm. Đi vào chỉnh răm. Đây, và tôi nói luôn nó có cái sẹo này. Nó có cái sẹo này. Gù lưng này. Đấy, không cần bán đâu. Bán tôi bán thì thực tế tôi mua cũng rất là cao này thì dạ, trả giá tầm 65 triệu thì có nhiều bác trả rồi. Đấy. Quan trọng là mình không phải là người thương mại, ai lấy được thì mua và tận giá cái giá đấy tôi nghĩ là rất là hợp lý. Các bác vừa chơi mà vừa kinh doanh được lại được. Đấy. Thì 120 các bác nhá. Rồi. Tôi lãi một chút rồi của tôi lấy để tôi lại đi múc cây khác đi. Đã cây ra đi là phải vào ngay cây khác. Đấy, chứ không phải như thương mại như các bác tính là mua rẻ bán đắt thì nó không phải. Tôi là chơi, nếu có bán đi thì tôi sẽ phải mua ngay một cái khác đắt hơn về đây. Đấy. Các bác nhá. Để tôi cắt rằm nó các bác nhá.
Đây các bác, cơ bản thì trước đấy người ta đã làm răm rồi, thì lúc tôi đưa về thì nó cũng hòm hòm, thì cũng không cần phải chỉnh sửa nhiều. Bây giờ bóc ra cũng không phải chỉnh nhiều. Đấy, chỉ một số răm thôi, nó thò ra thụt vào thôi. Thì mình làm nó bay đi một chút. Đấy các bác. Thôi đấy, 120 các bác nhé. Số đẹp thì tùy mắt mỗi người. Đấy. Đấy các bác nhé. Đi từ dưới. Đi từ đây, mặt đẹp nhất của nó ngắm là từ đây. Đấy, ngắm ở kia. Để cái chiếu vào cho nó nổi nổi các bác, đằng sau nó lắm thứ quá. Chân bệ này, ai muốn theo dõi kỹ đây. Nếu ai thiện chí mà muốn mua thì có thể đến tận nơi, vì tiền nó nhiều mà. Mấy chục thì còn có thể mua qua loa được, chứ tiền trăm thì đến tận nơi các bác, tận nhà tận cửa. Thân nhá, cây này cao tầm khoảng 70 phân từ mặt chậu trở lên. Nó hơi chật các bạn, hơi chật. Đấy, chân bệ phía nào cũng ok. Này có cái sẹo này, giờ cái sẹo hạ cái thân nó này. Bây giờ bôi keo chống lâm vào thì ok ngay. Điền thì không ngại các bạn. Tới tôi phải rạch ra tôi bôi cái keo chống lâm vào. Răm đây. Răm này. Còn phải vài lần rút răm nữa. Như cái quả phúc này là tạm tạm rồi này. Quả phúc này là tạm tạm rồi. Nhìn thực tế nó đẹp các bác, chứ quay thì hơi khó. Quay thì chỉ dễ quay đối với cây mini thôi. Cây này cỡ trung rồi, hơi khó. Đấy. Đấy các bác nhìn. Đấy, trèo lên trên cao này phát. Chiếu từ trên xuống phát. Rồi, ok. Kết thúc ở đây các bác nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi.